dài quá. Shhh, giống bỏ ngựa quá hai ơi. Con phải làm cái mình này ngắn lại. Rồi để cái này cái gì đây? Cái giường. Cái giường. Còn cái này đôi dép của béo phải không? Dạ. Đôi dép ngủ để trong nhà phải không? Dạ. Cái á tấm thảm. Thì mẹ để xích lại đây. Để xích lại cái giường đi. Cái gì? Con có tivi, con tắt tivi hả? Dạ. Đủ chưa? Chưa. Cái này cái màn hả? Cái màn. Con mắt khổng lồ. Dạ hai con mắt luôn. Đó. Nó nhỏ quá. Tấm thiệu cái mẹ này ngồi đây mấy chút hoặc như cái khác. Trời ơi, giống con ếch quá bìa hai ơi. Ừ. Thật là khủng khiếp. Cái miệng hả? Màu đỏ. Ủa vậy hả? Vậy sao? Đây ừ. cái miệng màu đỏ. Ý cái miệng màu đỏ nè. Dạ đưa bé Út lên giường. Rồi, ê, đụng chân à. Gắn chân lại cho bé Út. Cái mà thật là khủng khiếp. Rồi gì nữa, giờ nắng tới gì nữa? Khi nó thức dậy, nắng tới cái nó sẽ mang dép vào vô. Không có tóc. Giống kinh, giống phim kinh dị. Em kinh dị quá hai ơi. Nó vậy xong nó sẽ mang dép vào vô. Mang dép hồi gãy luôn cái chân. Khởi nặng cái này. Con phải đắp vô. Phải làm cho cái mình nó ngắn lại. Tới mẹ làm ra gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây mẹ? À con biết rồi, trang trí cho cái mình đó. Đó, trang trí cho cái chân. Thật là khủng khiếp. Mấy bạn ơi, mẹ làm cái gì này? Cần sâu. Nó thật bị tay ngắn tay dài rồi. Đây tới cái chân. Cái chân. Mẹ nhớ nặng ra hai bên nữa, nó còn miếng dép nha. Đây đôi dép. Đây đôi dép chi hoàn. Đôi chi hoàn. Hai đôi dép chi hoàn. Cái gì đây? Cái gái chi hoàn. Mẹ nặng cái giường chi hoàn quá. Chân tay nó rụng rời qua bên đây hết rồi mẹ ơi. Đây là chân tay của nó rụng rời. Ê, để làm tóc rồi. Tóc màu vàng. Tóc nó màu nâu hả mẹ? Mẹ là giống cái chân. Mẹ con sợ nó gãy chân quá. Tóc chân gương. Thôi,